Lần đầu tiên gặp em, anh cứ ngỡ như mình đã quen từ ngàn kiếp trước. Thì em chấp nhận làm vợ anh thì ruộng vườn trâu bò, 10 con chó, 2 đứa con nhỏ vợ anh mới sanh cũng là của em, về đội của anh nhé. Con cảm ơn chú. Tại sao lúc nào chị với mẹ cũng bắt em nghe lời hai người vậy? Em đâu có nhu cầu đó đâu. Em à, hôm nay là một cái buổi gặp gỡ rất là định mệnh để quyết định cho cái hạnh phúc của em. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một chàng trai rất là đẹp trai, cao to, lãng tử, tóc dài, tri thức. Đặc biệt anh ấy là một đại gia. Em không cần. Đi về. Coi đây. À, khi nào anh tới vậy? Lên tâm fan nè mà không có xài chiêu thì tôi chứ xài là phải siêu thôi à. Thấy sao? Đẹp trai, bụng 6 múi, ưng rồi phải không? Đợi ảnh chút xíu đi, ảnh tới liền hà. Chào người đẹp, Lâm Tâm Năm. Chào em. Chị Lâm hả? Bụng 6 múi. Thì giờ 6 múi gom lại múi cho gọn đó. Tóc dài lãng tử đâu? Thì tóc dài bây giờ nắng nóng quá, cắt ngắn lại cho nó gọn. Chào anh. Chị lừa em. Chị đâu có lừa em đâu. Thật sự là chắc hình này cách đây 10 năm. 10 năm sau nó cũng có chút thay đổi đó cưng. Cô Lâm giới thiệu nói em dễ thương. Đừng nụ cười nha. Nè bà, chuyến này đó, nếu như bà tác hợp thành công, tôi kiếm cho bà 10 người thợ luôn. Hồn. Anh kiếm cho em một chục thợ giỏi phải không? Ừ. Em kêu anh nha. Không có chi. Chị bán em luôn. Chị bán em. Thời buổi này cái gì mà chả mua chả bán. Nếu mà bán em mà để lấy được 10 thợ tốt cho tiệm, mình cũng phải chịu đựng em mà. Ê, hình như là có một điện thoại. Cho chị nghe điện thoại chút xíu nha. Mọi người ngồi đây chơi ha. Tôi đi ra ngoài tôi nghe điện thoại chút xíu. Chị đi chút. Tôi đi nha. Em đừng có trách Lâm. Tại do anh á, anh nôn nao, cái anh năn nỉ, rồi cái anh cho Lâm tổ chức cho hai đứa mình gặp nhau đó. Dù sao thì anh cũng từng làm trong cái ngành làm đẹp mà. Trong tay anh có rất là nhiều thợ giỏi không à? Thiệt hả chú? Cái gì chú? Anh? Hả? Thiệt chứ sao không thiệt? Tự nhiên cái giống như duyên trời định vậy á. Gặp em cái tự nhiên cái rất liền à. Không mấy mình tính cái chuyện tổ chức luôn ha. Tổ chức gì? Thì tổ chức đám cưới. Đây. Cái gì đám cưới? Hồ sơ anh soạn sẵn hết trơn, hợp đồng soạn sẵn rồi. Nếu em đồng ý là nhà cửa, đất đai, xe cộ với lại 10 con chó, 2 đứa con của anh thuộc về em luôn. Chú có con luôn rồi hả? Ủa? Chứ cô Lâm không nói chuyện với em là anh đã có 2 vợ, 2 đứa con, mỗi bà một đứa. Em mà về đội của anh đó, thêm đứa thứ ba nó vui lắm. Thôi đi. Con cảm ơn bác. Mấy cái đó con không cần. Còn mấy cái thợ neo đó hả? Con cũng cảm ơn luôn nha. Chào, con hẹn gặp lại. Chú là thấy muốn xúc phạm bác luôn đó. Lần đầu tiên gặp em, anh cứ ngỡ như mình đã quen từ ngàn kiếp trước. Thì em chấp nhận làm vợ anh thì ruộng vườn trâu bò, 10 con chó, 2 đứa con nhỏ vợ anh mới sanh cũng là của em, về đội của anh nhé. Con cảm ơn chú.
Thế mình có hơi quá không Tâm Hiền? Mẹ quá đáng với em 1 thì chị quá đáng với em 10 đó. Chị nghĩ sao vậy? Ông lớn hơn em gần một con giáp rưỡi, có hai đời vợ, hai đứa con. Bộ em mất giá vậy đó hả? Thì ai biết đâu. Thì ổng cũng đại gia mà. Mà chị nghe nói con gái thích đại gia dữ lắm. Đại gia vừa giàu vừa lo được cho mình đủ thứ. Có vợ kệ chứ. Mà được cái ổng cũng tốt lắm đó. Ổng lo được nhiều việc cho mình. Ổng lo nhiều việc cho mình hả? Kiếm thợ tôi không cần tới ổng, tôi cũng cần tới chị luôn. Bà có biết là ông Thâm Mì ông Phá ông cười lên đầu tôi không? Thôi mà tôi biết rồi mà. Chứ lại thực ra mấy cái chuyện này cũng là chị lo cho em quá. Chị lo cho số phận cuộc đời của em. Chị sợ em giống chị, em ế giống chị nên chị tìm người cho em. Chứ lâu mà em chửi trên đầu trên cổ chị dữ vậy, chị cũng đâu có làm gì quá đáng đâu. Ai chửi chị? Ai dám chửi chị? Đó, em nói như vậy là còn hơn chửi cho chị nữa à. Cuộc đời của chị chỉ có cô một mới hiểu chị thôi, chứ còn em không thể nào mà em hiểu chị bằng cô một. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Hai ngày nữa chị kiếm thợ cho em. Em không cho ngày thứ ba đâu. Hả, cái gì? Nhớ đó. Hai ngày nữa kiếm 10 thợ cho em. Đâu mà ra mà lẹ dữ vậy? Có nước tôi chặt cái 10 ngón tay của tôi á, tôi đưa cho chị thì may ra. Thiệt, điếc nữa hả? Ăn hiếp tôi không à? Tôi làm chị chứ phải gì đâu. Đi đâu rồi cha nội? Kiếm ông Tài, quan Tài đó. Ủa bộ ai chết mà sao đi kiếm con Tài? Trúc á, kiếm ông Tài, ông Tài. Im, tôi ghét ai nhắc mấy cái chuyện đó lắm nha. Nè, cái miệng của ông đã móm rồi còn bị đập rồi. Ông có tin là tôi lấy cái kéo tôi phạt cái mỏ không cho không còn cái mỏ ăn cơm không? Không hết chuyện người ta còn mỉa mai hả? Mỉa mai cái đắng sâu cay hả? Thì tôi... Tommy! Ủa Phát? Sao giờ chưa đi mua khăn với phụ liệu đi? Đứng này chi? chút xíu anh về anh mua liền. Anh về bển đi. Sao giờ không đi? Đứng cô gái hả? Trời đứng tim mà. Trời ơi sao mà ác mồm ác miệng dữ vậy trời? Nó mới có cận thị thôi à. Nó phải đuôi đâu mà nó nghĩ sao cô gái? À là bà ngoại tôi chứ gái gì. Bởi vậy tôi nghe cái vụ mà ông cô tôi hết hồn hết vía luôn à. Bởi vậy tao nói hả? Ôi, cái số mà những người mà giống như làm trợ lý á, khổ cực trăm bề á, thấy sung sướng lắm nhưng mà ai có hiểu nỗi đau bên trong đâu. Thì bởi vậy tôi cũng vậy nè, có thua gì ông đâu. Đó, con Happy á nó đáng bật đàn em tôi đó, vậy mà nó ăn hiếp nó chửi trên đầu cân cổ tôi, nó ngồi trên đầu tôi. Thôi, cân cổ tình tôi hình đó. Tình hình chung. Ông nghĩ đi, bây giờ trong 2 ngày nó kêu tôi kiếm 10 thợ, đâu ra có nước tôi chặt 10 ngón chân tôi đưa cho nó cho rồi thì may ra. Còn thằng Phát kêu tôi á là phải đi tìm phụ liệu. Phụ liệu ở đâu mà ra? Phụ liệu ở trong Vinel mà ra. Phụ liệu bên bà mới nhập về đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bà xe bớt cho tôi đi, bà chia lại bớt cho tôi đi. Rồi tôi tìm cho bà, tôi phụ với bà tìm 10 nhân viên cho bà được không? Bà thấy sao? Mình chơi trò hoán vị. Hoán vị hả? Ừ, được không? Trời tôi chịu dùng cái gì vậy? Cái gì vậy? Hoán vị thôi chứ mắc mới gì ông muốn nắm tay tôi chi vậy? Bà nằm mơ giữa ban ngày hả? Cứ đưa ngón tay ra là mình móc méo bắt tay cho chắc ăn. Nghĩ sao nắm tay bà? Ai biết, tôi tưởng ông mê tôi. Trời đất ơi, ôi, nè, bỏ bất bệnh hoang tưởng đi nhé. Em tin chị đi. Chị đã cho người đứng ngay bụng binh ngã bảy á, phát tờ rơi quảng cáo. Lát nữa người ta sẽ đến đây ta xin việc làm ùn ùn bây giờ đó. Chào mừng các ứng viên đã đến tiệm Pinnail để xin ứng cử làm nail ở tiệm này. Chị bớt quăng bom lại giùm em đi. Ủa chị đâu có quăng bom, quăng lựu đạn gì đâu. Vậy rồi từ giờ tới chiều không có ai tới, chị tính làm sao với em? Thì cùng lắm thì chị bay về Mỹ ở luôn. Em đợi chị chút xíu đi, để đấy, từ từ chị tính cho. Hello, ông Cho Mì hả? Cái vụ mà ông rải tờ rơi để tìm người xin việc cho tôi làm sao rồi? Trời, cái gì vậy trời? Cái gì? Ai da à, em à. À, mấy cái người mà đến xin việc á, mọi người á là đang đi ăn sáng uống cà phê rồi. Lát nữa người ta sẽ đến đây người ta xin việc làm dữ lắm. Chị ơi. Hả? Chị ơi chị. Khách tới kìa. Em dạ, chào chị. Dạ chào anh. Em. Khách tới rồi mà bây giờ tìm không có thợ rồi lấy ai vũ neo cho người ta.
Bây giờ trong hai người có chị với em, và ai làm đi? Là em làm. Thì em làm chứ còn gì nữa. Em làm đi. Thưa anh, hôm nay anh đến làm nail phải không? Dạ. Tiệm của tôi thì hôm nay là thợ họ nghỉ hết rồi, chỉ có hai người thợ thôi. Hiện tại hai người rất là xinh đẹp, anh muốn chọn người nào? Dạ, thôi khỏi chọn đi chị. Không, anh phải chọn một người chứ. Anh phải chọn ra một người rồi anh vô ghế anh ngồi chứ. Vậy bây giờ anh chọn ai? Dạ, thôi khỏi chọn ai hết chị ơi. Trời, hai người đều đẹp. Hay thế, thôi, dạ thôi, vậy coi như anh chọn em đi ha. Rồi, anh vô ghế anh ngồi đi rồi tôi vũ nail cho anh. Dạ, thôi khỏi lên ghế, em đứng đây được rồi chị. Trời, sao khách này lạ lùng quá à. Anh đến đây, anh làm móng đúng không? Anh làm nail đúng không? À, ý em là em tới em xin việc. Tại em thấy cái tờ rơi này nè. Có người việc làm. Dạ. Có người đến xin việc làm rồi vui. Nhưng mà bên tiệm của em toàn đàn bà con gái không à. Bên em không có tuyển thợ nam. Anh thông cảm. Chị ơi chị. Chị làm ơn. Chị thương cho hoàn cảnh của em đi chị. Em với quê còn mẹ già. Một đàn em nheo nhóc nữa chị. Em phải tha phương đi khắp nơi để tìm việc làm, gửi về nuôi mẹ nuôi em. Mấy chị thương tình cho hoàn cảnh của em đi chị. Em à, chị nghĩ là em nên giúp người ta đi. Chị thấy hoàn cảnh người ta quá là bi đát đi. Nhìn cái mặt của anh nó rất là lương thiện đó. Tóc mà đầu bố đôi của nó là rất là hiền lành. Em à, giúp người ta đi. Chị thấy thương hoàn cảnh anh quá à. Mẹ già, con côi, vợ con rồi này nọ nữa. Nhưng mà anh ơi, chắc anh thông cảm nhìn tiệm của em nha. Tiệm của em chỉ tuyển nữ thôi, không có tuyển nam. Chị ơi, tại sao trong những cái ngành nghề này mà mình lại phân biệt giới tính hả chị? Chị thấy không? Ở ngoài xã hội á, có rất là nhiều ngành nghề của đàn ông mà phụ nữ vẫn làm được đó chị. Em hỏi chị nè, ví dụ như cái nghề tài xế á, có phải là cái nghề của đàn ông không chị? Đúng rồi. Mà thỉnh thoảng vẫn có phụ nữ làm đó chị, đúng không chị? Đúng rồi. Rồi cái nghề xe ôm, suốt ngày chạy ngoài đường là nghề đàn ông. Đúng rồi. Vẫn có những phụ nữ chạy xe ôm, đúng không chị? Đúng rồi. Rồi chẳng hạn như cái nghề làm tóc là cái nghề phụ nữ, nhưng bây giờ đúng ra là đàn ông còn làm nhiều hơn phụ nữ nữa đó chị. Vậy thì tại sao cái nghề nail này đàn ông tụi em lại không được làm hả chị? Được luôn đi, trời, được đi, em đừng làm khó người ta nữa mà. Chị muốn làm gì chị làm đi. Gì để chị quyết định phải không? Anh vô làm liền đi anh, em chịu anh rồi đó. Cái dạ. Rất là đáng yêu. Dạ. Anh cười một nụ cười khái tôi coi. Dạ. Trời ơi. Em mang ơn chị. Dạ, chị mang ơn em. Ủa cho sao chị? Sáng nay mà em không vô đây xin việc làm là chị phải bay về Mỹ gấp rồi đó. Vậy hả chị? Mà chị hỏi nè, em có cái kinh nghiệm gì về làm nail không? Dạ có chứ chị. Em có 3 năm kinh nghiệm làm móng dạo với Bến Tre. Được à. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Tôi có làm gì đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lợi dụng lúc chị ngủ, anh xàm sỡ chị đó. Hả? Xàm sỡ gì? Tôi làm gì? Ấy! Đi đâu? Lẹ. Gì vậy? Đâu vậy hả? Anh xàm sỡ chị Lâm đó. Quá đáng mà. Trời đất ơi, hai người nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao mà mướn này làm thợ vậy hả? Coi nó kìa, như một con dê ịn trên mặt nó đó. Xin lỗi chị Lâm không? Nếu không tao không tha cho mày đâu. Dạ dạ. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Nè, tao nói cho mày biết nha. Hỉ đâu mày xăm sỡ được. Mà mày vô tiệm nail, nhất là tiệm nail của tụi tao, mà mày dê xòm, mẹ mày dê tao đó. Dạ dạ. Em biết rồi. Em xin lỗi mấy anh mấy chị. Biết. Đi nè. Cảm ơn Tommy nha. Tôi không nghĩ là hôm nay Tommy
đàn ông dữ vậy đó. Tôi cũng gồng thấy mồ tôi luôn á. Hãy bị nó động tới nghề neo của mình. Nghề neo là nó ăn vô máu vô thịt của mình rồi. Động tới nó là tôi xử nó liền đó. Chị Lâm, em đã nói với chị rồi, nghề của mình rất là nhạy cảm. Bởi vậy em không có tuyển thợ nam là như vậy đó. Với lại mình mới về đây lạ nước lạ cái, phải biết cẩn thận chút xíu chứ. Thì cũng tại em đó. Em ra tối hậu thư với chị gấp quá, làm chị sợ bị đuổi về Mỹ đó. Cái chị lật đật chị nhận cái thằng này vô làm. Chứ thực ra cái chuyện chị làm này là cũng kiểu mục đích là chị muốn gần em, được yêu thương em, được chăm sóc em. Chứ chị đâu có phải là muốn tuyển cái thằng quỷ sứ đó vô làm gì đâu. Thương ghê chưa. Em nói thì em nói giỡn vậy thôi, chứ ai nỡ đuổi chị về Mỹ đâu. Tìm này thợ này không được thì từ từ mình kiếm chứ. Thôi mọi người khỏi lo. Tôi hứa từ đây tới chiều sẽ có 4 thợ giỏi ở Pinel này. Hả? Thiệt hả? Ừ. Ủa anh qua đây làm gì vậy? Đây đâu phải tiệm nail của anh đâu. Tự dưng qua đây đứng chắp tay sau đít như ông chủ vậy. Phụ phàng. Trời đất ơi, cái gì vậy chị Bảy? Sao mà con nhỏ tốt nghiệp 5 năm trời rồi chưa có việc làm là sao? Hay là tại vì nó không có bằng? Gì? Nó có tới 5 bằng đại học lận á hả? Trời đất ơi, học cái gì mà học dữ vậy? 5 tốt nghiệp bằng hả? 2 bằng đại học, 2 bằng dạy nghề, rồi thêm cái bằng lái xe nữa hả chị? Thôi mà đừng có khóc nữa. Được rồi, để đó em tính cho. Cho nó qua bên tiệm nail của em làm. Ôi, cái gì vậy chị Bảy? Đi Mỹ mà làm gì giống như đi Mỹ Tho vậy? Đi ra mua vé xe đò rồi đi liền vậy đó. Ý em nói ha, là nó qua cái tiệm nail của em ở bên Việt Nam á. Để đó em kêu con Happy, con Hạnh nhà em á, nó sắp xếp cho nha. Rồi vậy đi, đừng có khóc nữa nha. Con cái thì khổ á, nuôi từ nhỏ cho tới lớn, rồi học đại học cho đã đời, cuối cùng cũng bám cha bám mẹ. Trời ơi, thôi nặng, bỏ xuống, chạy đây. Trời ơi, nè, bà Phai. Hả? Thấy hình như bà có ý gì với tôi hay sao á. Tôi nói bà biết nghe, đừng nha, bỏ ngay nha. Chị em, đừng ăn thịt đồng loại nha bà nội. Trời ơi, bớt giỡn đi ông ơi. Ông nghĩ sao vậy? Tôi kêu mỗi lần tôi kêu Tommy, tôi nhìn cái đầu ông là tôi thèm ăn tô mì á. Tôi nghĩ sao mà ăn thịt đồng loại được. Nè, mấy cái đồ mà ông nhờ tôi mua đó, tôi mua giùm cho ông rồi đó. Ủa sao ít quá vậy? Còn nữa, bây giờ tôi chạy về tôi lấy thêm nhau nha. Vậy nha. Rồi đợi tôi chút xí đi. Alo, Khanh hả? Công chuyện mà anh làm á, thành công tốt đẹp rồi. Theo lời của em, anh đã cài 4 gián điệp vô tiệm Pinel rồi. Nhưng mà anh sợ thằng Phát nó biết được chuyện này á, nó làm rùm lên á, mệt mỏi lắm đó nha. Thôi, anh ở đây tay dắt mạch rừng nha. Anh cúp máy nha. Đồ bí ổi. Gì? Ủa Phai, Phai thích ăn ổi hả? Để tôm mì đi hái ổi cho Phai ăn nha. Tôi không có thích ăn ổi. Tôi nói ông là cái thứ bị ổi. Trời ơi, nào giờ hả? Tôi tưởng ông là người tốt, tôi tin ông. Quá ra là ông cho người cài vô tiệm tôi hả? Để mà điều tra gián điệp cái tiệm tôi phải không? Tính phá hại tiệm tôi hả? Nè, tôi đánh ông nha. Happy đâu rồi? Trời ơi, Happy ơi. Làm gì quýnh ta hoài vậy trời? Chuyện gì vậy? Em nha, chị nói em. Em cho 4 cái người ở trong cái tiệm của mình nghỉ liền đi nha. Cái này là của người ta cài vô tiệm mình để điều tra tiệm mình, người ta phá hại tiệm mình. Gián điệp đó. Trời. Ủa? Nhưng mà chị nói với em là 4 người đó bên hiệp hội, sao bây giờ nói bên này cài người là sao? Tại chị tin người, chị dài quá mà. Chị xin lỗi em, họ hại mình đó. Tommy, tôi kêu anh đưa người qua giúp chứ phải bắt họ làm gián điệp. Cưng cũng thông cảm. Ăn cái nào rào cái đó. Cái này là lĩnh của thằng Khanh đó.
anh làm việc cho tôi hay làm việc thằng Khanh? Thằng Khanh. Đi, đi về đây làm đi. Anh lộn lời. Đừng bỏ anh một mình. Thôi anh đi theo cưng nè. Ai mượn? Tôi với anh là đối thủ, không cần thương hại lẫn nhau. Với lại tôi đâu có kêu anh kiếm người giùm tôi đâu. Dù gì hai tiệm cũng ở gần nhau, giúp qua giúp lại thôi. Với lại có cạnh tranh thì đối thủ phải xứng tầm chứ. Ủa dạ, tôi không xứng tầm với bên anh hả? Tự nhiên rồi. Lâm, đi về. Tự nhiên rồi, một mình Quýnh Phát vậy hả? Khinh. Cái gì mà khinh? Khác có sao không cưng? Có sao không cưng? Quýnh tôi đúng rồi. Biết tên đích danh của cưng luôn vậy? Trời ơi, chị là Mén, con cái gì tắm tàn ở dưới quê nè. Mẹ chị với mẹ em là hai chị em họ đó. Họ dưới quê lúc em về á, chị là người nhường đồ ăn với đồ chơi cho em hết luôn á, em nhớ không? Mén. Ừ. Sao gặp người thân rùng mình vậy? Dạ không, em lạnh người chút xíu. Để cho khách đó chị. Dạ. Ôi chị Mén, chị lên đây làm gì vậy? Ủa, chị Một không nói với cưng hả? Kể từ ngày hôm nay chị sẽ làm quản lý ở cái tiệm này nè. Cái gì?